Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú anh chị các bạn ơi, và bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn ha, cùng với em đi vào bên trong mộ của Năm Chú Linh để em chia sẻ cho cô chú anh chị ha. Buổi chiều hôm nay có mấy bé dễ thương ha. Thì mộ của cậu Năm Chú Linh này cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và mình thắp nhang cho cậu Năm, rồi sau đó thì mình đi thắp nhang vòng vòng cô chú anh chị. Thì bây giờ cũng chiều rồi cả nhà ơi. Hôm nay tự nhiên bị dầm mưa, bị sốt cô chú anh chị. Bị sốt mà mình tự nhiên dầm mưa mấy ngày hay sao, với lại đi về Sài Gòn sao giờ nó gây vậy cả nhà. Cô chú anh chị, giờ này cô chú anh chị thấy là mộ của Năm bà con cô bác đến viếng rất là đông cả nhà. Từ hôm nay là chủ nhật đó, thì từ sáng tới giờ là đông như vậy luôn cô chú anh chị. Đó, ai cũng tới đây để chụp ảnh để lưu niệm nữa cơ. Phải nói là tình cảm của khán giả dành cho cậu Năm vô cùng là quý luôn, vô cùng là tuyệt vời luôn các anh chị. Cậu Năm ơi, cậu Năm mà có nghe được con nói á, thì cậu Năm kính chi tấm lòng thành của con cậu Năm. Không phải vì thương cậu Năm mà mặc cái áo đó là thương cậu Năm đâu, mà là thương cậu Năm vì những hành động khác. Mà cái áo chỉ là hình thức qua bên ngoài thôi cậu Năm. Mong là cậu Năm nghe được lời con nói. Thì con, vì con không muốn phải giống như là mặc cái áo xong rồi cái hình của cậu Năm trong quăng vô máy giặt, rồi trộn lộn với lại bao nhiêu cái đồ dơ, quần lớn quần nhỏ trộn chung với nhau giặt, thì thật sự mà nói là con không muốn như vậy. Nhưng mà lại có một cái chiều hướng khác là bảo là con ganh tị, con ích kỷ, hay là con cô lập, con tự cô lập. Nhưng thật chất con sống là như vậy cậu Năm. Con là sống phải giống như cậu Năm, thẳng thắn đâu ra đó, 1-1-2-2. Con sao nói vậy, chứ không phải con không ghét, con không ghét ai hết trơn. Thì mọi người nói chuyện với con thì con vẫn nói chuyện lại bình thường, mình hòa đồng bình thường chứ đâu có gì đâu cậu Năm. Nhưng mà chẳng qua là cái vấn đề giống như là vấn đề áo đi, thì con ý con đã nói trên clip rồi, con không muốn là đem cái áo đó về để làm dơ bẩn hình ảnh của cậu. Cậu bây giờ là được rất là nhiều người thương mến rồi, tôn sùng lên là thánh, là tiên, là phàm, là hàng đệ tử của Phật rồi, nên con không muốn cậu bị chà đạp trong những cái hình ảnh của cậu bị chà đạp như vậy, nên con quyết định là con không lấy. Mong là cậu Năm hiểu nha. Bây giờ mình thắp nhang rồi cô chú anh chị. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube trong và ngoài nước nguyện cầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023 cùng với tất cả mười phương pháp giới chúng sanh, cùng với tất cả anh hùng chiến sĩ tử nạn, cùng với tất cả hương linh trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua, thì cũng được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, về cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Con thành tâm hồi hướng cho tất cả được ở đời sau, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, để cuối đời có trở về cõi lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát,
Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đây. Đi thắp nhang cho chú chị rồi sau đó mình về cũng chiều rồi, cũng chị. Bé dễ thương vậy. Mấy con ở đâu? Hả? Dĩ An hả? Đi với ai? Ai là chị, ai là em? Chị, bé em, còn con? Hai đứa. Con chúng. Hai bé. Con hết ba, con hết ba. Đó hả? Cái này là phải là chị của con hay là em chạy? Có đứa nào biết hát không? Có đứa nào biết hát không? Hát bài tặng cậu Năm coi, tặng ông Năm coi. Hát bài đi. Hát bài gì? Hát bài tặng ông Năm đi con. Hát bài gì? Con thích hát bài gì? Hả? Hả? Con biết hát không? Không hả? Ủa rồi đốt nhang để làm gì đây? Con đốt nhang để làm gì? Hả? Sao mà tôi đốt nhang cái nó bô bô lại dữ. Quý mến chú tài quá. Rồi. Tụi con cũng đốt nhang luôn hả? Rồi từ cửa chừng nó tắt, cái chừng nó tắt. Để chú đốt cho cháy rồi cái mấy con lấy lửa bên đây nè. Trời ơi. Quá trời quá đất đây. Đốt vô cái lửa của chú nè, nó lửa đây nè, đốt vô. Đúng rồi. Rồi đi thắp nhang trong năm hả? Phải không? Rồi ba đứa. Con tên Hương hả? Thơm hả? Con tên Thơm. Rồi cháy rồi đó con lấy ra được rồi đó. chị Long ơi, chạy vào phòng. Trời ơi, nó cháy cây nhang của tôi, nó cháy hết nửa cây luôn. Thời gian mà đốt nhang hơi bị câu giờ. Và bây giờ mình đi thắp nhang cho cô chú anh chị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con nguyện cho chú đấu sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là mộ của chú Tú cả nhà. Chú Tú là đạo Thiên Chúa ha. Con cũng nguyện cầu chú Tú về cõi lành. Nam mô A Di Đà Phật. Đi theo với tài là anh Cùi Bắp. Cùi Bắp ba số 5 của chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con gửi cho chú Hiền Sa. Bên đây là mộ của cô Thanh Kim Huệ. Nam mô A Di Đà Phật. Cô Huệ gửi cô một nén hương. Con nguyện cầu cho cô sớm được vãng sanh, được siêu thoát.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Còn chú anh chị thì buổi chiều thì mình cũng đi hay thắp nhang như cả nhà, buổi sáng thắp nhang, buổi chiều thắp nhang để cho các cô chú hương linh ở trong đây được ấm áp của chú anh chị. Giờ này thật sự mà nói là cảm giác nó bị gây sốt, nhưng mà thôi cố gắng cố gắng đi thắp nhang cả nhà ơi. Qua không có, hôm qua có dầm mưa. Mùa này dễ bị bệnh lắm á. Dạ. Hãy đứng ngoài mưa livestream luôn 2 tiếng đồng hồ. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ nói chuyện cộng đồng. Trường hợp này xảy ra như vậy chắc em chuyển đổi, em sẽ làm người xấu á cô chú anh chị. Chắc em chuyển đổi làm người xấu á, chuyển qua mấy kênh gọi là phản biện á cô chú anh chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ làm đúng 100 chuyện, 1000 chuyện mà sai 1 chuyện thôi là cũng bị coi như là mắc hết đấy cô chú anh chị. Dạ. Bây giờ em nói với cô chú anh chị, bây giờ cái vấn đề cái áo thôi. Cái áo thì mình thích mặc hay không thích mặc đó là nó cũng không có quan trọng, cũng không có tách rời nhóm hay là không có gọi là mình chơi riêng lẻ gì cả. Thì cái đó là cái suy nghĩ của em thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho dù cái áo mình mặc hay không mặc thì nó không ảnh hưởng gì tới vấn đề thương cậu hay không thương cậu và vấn đề là đội nhóm gì cả. Thì mình vẫn nói chuyện bình thường, vẫn giao tiếp nói chuyện bình thường. Mà nhiều cô chú anh chị lại suy nghĩ quá vấn đề lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Đối với em á, ví dụ như bây giờ đơn giản nè. Thì em tôn sùng cậu, em thương cậu bấy lâu nay, mấy tháng qua, thì cái áo của chú anh chị mặc không thể nào nó không dơ được đúng không? Thì bây giờ là cô chú anh chị mình mặc xong, bây giờ em nói nếu ai mà cảm thấy kỹ thì có thể là lấy cái áo đó giặt riêng và nhận cái áo đó, giặt riêng đồ mình mặc thì mình giặt riêng cái áo đó thì nhận cái áo mặc bình thường. Còn đối với em làm biến, em sẽ dồn hết vô máy giặt em giặt. Thì trong cái máy giặt đó nó sẽ có rất là nhiều đồ, thậm chí là quần dài, quần nhỏ, đồ phụ nữ trong đó, đồ vợ, đồ con trong đó, nó sẽ rất là dơ. Thì hình ảnh của cậu nó sẽ nằm trong đó của chú anh chị. Ý em là như vậy, chứ em không phải là cái em không nhận áo là em tách rời khỏi mọi người, em cô lập, em sống một mình, không phải là của chú anh chị. Cho dù em như thế nào thì em vẫn thương cậu và mọi người, thì em vẫn nói chuyện bình thường, giao tiếp bình thường thôi của chú anh chị. Còn cả nhà nhiều khi á không có ở đây trực tiếp ở đây nên cả nhà mình á suy nghĩ quá cái vấn đề lên là nói là em thế này thế kia. Nó thật sự nếu mà nói thì bây giờ nói là mà hủy kênh thế này thế kia thì mọi người khuyên em á là đừng nên như vậy. Mình sống trong một cái cộng đồng, không, em không có giả tạo được của chú anh chị. Có làm sao em nói vậy, em nói đúng sự thật nó, thì cô chiếu anh chị hiểu á thì sẽ thương em, còn không hiểu thì chắc chắn là sẽ ghét em. Mạng xã hội mà sao mà buông ra nha. Thật sự một người á không có chính kiến, giống như đã đăng ký người ta là biết thích người ta rồi, mà người ta làm sai một chuyện hoặc là người ta làm không vừa lòng một chuyện cái là đòi hủy đăng ký, đúng không? Ôi bây giờ nếu mà để tới mức độ đó thì nó hơi bị, đúng không? Bây giờ vậy sao ngay từ đầu của chú anh chị sao mà không đợi cho gọi là coi kỹ đi hả, đăng ký đúng không cô chú anh chị? Cô chú anh chị nếu mà nói như vậy á thì thử cô chú anh chị ai mà đòi hủy đăng ký á, thử ra làm một kênh YouTube đi, làm một kênh YouTube thử đi, chia sẻ những thông tin thử đi, mình sẽ thấy nó áp lực như thế nào. Cái này em không phải là em thách thức đâu mà em muốn chia sẻ cô chú anh chị. Một cái áo thôi mà thật sự quá nhiều chuyện.
thực sự em không phải là phụ lòng của cái người tặng áo đâu, em cũng không phụ lòng của người tặng tiền. Lúc mà tặng tiền á thì lấy tiền á thì bảo là chờ sung rụng, ngồi YouTuber này thế này, YouTuber bẩn dơ thế này thế kia, ngồi chờ sung rụng nhận tiền của mạnh thường quân. Tới lúc mà không lấy á thì bảo là chảnh, giàu, không cần tiền. Thật sự em cũng không biết nói sao, cái đó là chuyện đã qua rồi, cái chủ tiền bạc đã qua rồi, mà cô chú anh chị lại khơi ra lại nói nữa, em đã bỏ qua rồi, em đâu có nói đâu. Đó thì bây giờ em muốn là em là vô công bắt thọ lộc, cô chú anh chị hiểu không? Em không có công thì em không có nhận lộc. Còn cái vấn đề môi rồi, còn cái vấn đề mà tiền ví dụ gửi á, cúng kiến á, thì em vẫn nhận chứ em đâu phải em không nhận đâu cô chú anh chị, em vẫn nhận bình thường. Tiền gửi cô chú gửi cho em cúng cho cậu Năm, em vẫn nhận, em làm vẫn làm tròn trách nhiệm. Còn vấn đề cho thì cô chú anh chị cho, thường người ta nói câu, có một cái chị gái hôm bữa ở Cà Mau lên, và chị là người Đài Loan, chị nói một câu rất là hay. Nam mô A Di Đà Phật. Của cho không bằng cách cho. Cho như thế nào để tôn trọng người ta? Nó thì em lại em thích cái câu đó. Cho người ta mà như vậy thì không được. Em thì tùy, mỗi người có một cách suy nghĩ cả nhà, không thể áp đặt người khác vào được. Giống như cô chú anh chị muốn hủy đăng ký kênh em thì mọi người bây giờ em có năn nỉ cỡ nào đó, cô chú anh chị vẫn hủy thôi. Thì cái đó chuyện đó thì em không có bàn cãi nữa cô chú anh chị. Môi ra phần. Chỉ vì cái áo thôi, thật sự. Đối với em á thì em theo am hiểu về Phật, em không có am hiểu về Phật pháp, nhưng mà em tôn trọng cậu Năm. Em tôn trọng cậu Năm bằng cách là hình cậu Năm như vậy. Cái tấm hình thôi cô chú anh chị, tấm hình bằng giấy thôi ha. Mình lãnh về, mình nhận về, mình xin về thì mình phải tôn trọng cậu, mình để ở nơi trang nghiêm, lịch sự, cao. Nam mô A Di Đà Phật. Chứ mình không có gọi là mình để bừa bãi bừa bộn. Tấm hình cậu Năm á, cô chú anh chị biết không? Có những cô chú anh chị lấy tấm hình nhỏ mà tặng ở trên mộ á, đem về làm ảnh thờ luôn á. Có. Đã từng quay cho em và có rất là nhiều người. Lúc đó. Nào cũng để trong người nè. Đó. Mình của cậu nè. Thì đó. Thì cái sợ trời mưa còn phải bọc lại nó đó. Thì cái đó là cái vấn đề mà vậy mình tôn trọng cậu. Còn vấn đề cái áo á, thì em nói là không phải mặc cái áo vô là thể hiện tính đoàn kết, không phải mặc cái áo vô nó đẹp nguyên một nhóm như vậy thì nó thể hiện được tình yêu của cậu. Nhưng mà ý em nói trong clip á, là em mặc cái áo đó là ví dụ em làm biếng thì em dồn vô tất cả các đồ, trong đó có đồ vợ, đồ con, đồ chồng, rồi quần lớn, quần nhỏ này kia nọ, rồi chưa kể phụ nữ tới tháng nữa cô chú anh chị. Đó, thì giặt chung. Thì bắt đầu em nói cái câu đó ra thì cái cô chú anh chị phản biện lại là ủa tại sao em không giặt riêng? Biết đâu được chuyện nó ngoài xảy ra ngoài ý muốn của chú anh chị, đi làm về nó mệt. Thôi, dục đại vô giặt cho nó xong. Đó, thì cái đó là cái vấn đề mình cần phải nói, chứ còn đó là tùy mỗi người thôi, nhận định thì ai làm được thì người ta nhận, còn em làm không được. Ý là em đi làm em đã 4 5 giờ sáng là em đã thức tới mộ cậu rồi. Bắt đầu tới tối có khi là 6 giờ mấy 7 giờ em mới về tới nhà. Thì cái việc đó em thấy nó không, em không có làm được nên em không nhận áo, đó là chuyện bình thường. Vậy mà có nhiều người lại bảo em là ganh ghét với người này, xấu với người kia, không thích người này người kia, tự mình tách nhóm ra, tự mình cô lập mình, không có, hoàn toàn không có. Em vẫn là em, giống như mọi người nói chuyện với em thì em vẫn nói chuyện là bình thường, em đâu có cạch mặt ai, em đâu có ghét ai, đúng không cô chú anh chị? Mình sống thì mình phải hòa đồng chứ, mình hòa đồng mình mới sống được. Còn mình cô lập thì nói chung là trong cái xã hội thì mình cần phải có cái sự hòa đồng, tất nhiên cái đó điều đó là đúng. Nhưng em chưa hề có suy nghĩ là mình cô lập ai cả. Thì bây giờ chuyện mình không, bây giờ chuyện nó xảy ra thì bây giờ mình không đụng ai thì người ta cũng không đụng mình. Thì bây giờ mình nói chuyện với ai, người ta không nói chuyện với mình thì mình nói chuyện với ai, đúng không cô chú anh chị? Không lẽ bây giờ cô chú anh chị nói em thì tại sao không nói người kia, ví dụ vậy. Còn vấn đề quay lại trở lại cái áo thì em cũng nói đi nói lại nhiều lần rồi, vì em tôn trọng cậu, vì em muốn cậu được tôn sùng giống như một vị thần, vị thánh, một vị cậu Năm Vũ Linh là người tài sắc vẹn toàn. Em không muốn làm ô uế cái hình của cậu trong cái lòng giặt của máy giặt hoặc là trong cái thao giặt đồ của mình. Đơn giản là gì? Giặt con kiến nó cắn. Đơn giản là vậy thôi cô chú anh chị. Nên em không nhận áo, em không làm được, em không giặt riêng được, em nên em không nhận áo. Ha, cả nhà. Mong là cô chú anh chị hiểu cho em. Còn vấn đề mà cô chú anh chị yêu thương em, đăng ký hay không đăng ký, quỷ hay là quỷ, đó là chuyện của cô chú anh chị. Ha. Còn nếu mà sau này mà cả nhà thấy em ích kỷ hay là thế này thế kia thì em sẽ từ từ cô chú anh chị sẽ thấy được ai như thế nào, mỗi người như thế nào, thì lúc đó cô chú anh chị sẽ thương em nhiều hơn. Đó, sau này cô chú anh chị sẽ thấy được nhiều nhiều cái khía cạnh hơn. Đừng nhìn một phía, hãy nhìn nhiều phía.
Ok chú anh chị. Rồi. Nãy anh cũng có nói với chị Thanh Loan á, anh không có nhận áo, thì anh cũng nói rõ nguyên do là bởi vì ở đây khán giả tới chuyến cậu đó, rất là yêu mến cậu. Thì cái áo mà mình ở trên người cậu cũng đã tặng hết rồi, nhưng mà chị không làm lòng khán giả. Một khi mà mình bận cáo nó vô phải có trách nhiệm, đồ là phải giặt, giặt đi hoặc là dùng nước máy giặt là không nên. Tại vì khi mà mình giặt chung thì đồ đạc phụ nữ đồ này kia nọ đâu có được, mà nói mà để mà giặt riêng thì thật sự mà nói không còn nhiều công việc đâu có thời gian đâu, nhiều khi về mệt quá thảy ra cái lỡ nhét vô trong máy giặt mình, khi mà mình nhớ thì máy đã giặt rồi, không lẽ mình thò tay vô mình lấy ra, phải lúc nào mình cũng nhớ để mình lấy. Cho nên là mình cảm thấy mình không có làm tròn được cái trách nhiệm đó. Khi mình làm như vậy với cậu rất là tội, tại vì khi mà cậu đã mất rồi và còn trong lòng khán giả rất là nhiều, chính bản thân anh em của chúng ta lên đây để quay và cũng là về cậu, cho nên là mình không thể nào làm gì với cậu được, nên mình không thể nào làm tròn cái trách nhiệm đó, nên mình không nhận là phương án tốt nhất, còn nhận là phải bận, mà bận về là phải bảo đảm là giặt như thế nào để cho nó sạch sẽ cái hình của cậu. Nhưng mà theo như Bắp là Bắp sẽ không nhận cái áo đó, bởi vì bận, bận đi, đừng nói nha, đừng nói là giặt, bận đi mồ hôi mồ kê ra rồi như thế nào. Con người mình làm sao không có mồ hôi, mà chính bản thân Bắp đứng ngoài nắng mồ hôi nó rất nhiều. Rồi chưa nói đâu, bận rồi nó thâm kim, rồi vài bữa nữa cái áo của cậu nó bị lủng thâm, cái dòng thâm kim mồ hôi nó ra nó thâm kim đó. Rồi làm sao? Không lẽ giờ đem cái áo đi dục thùng rác à? Đúng rồi, đây nè, hôm nay chia sẻ của chú chị, thường đó, mọi người dưới quê á. Ở em nói ha. Những dùng ở nhà em nè, nói nhà em thôi. Áo mặc ra xong ha, áo mặc ra xong cũ làm giải lao. Vô tình mà mình không làm giải lao, nhưng mà một người khác nào đó vô tình thấy áo hiện tại cũ quá, rồi bạn bè nó lấy ra nó lao, ví dụ vậy nó không tôn trọng cậu lúc đó lại phiền. Đúng không? Không tôn trọng. Thì đúng rồi. Vậy. Thường ở dưới quê em nói thật sự nhà em luôn nha. Áo em cũ em mặc ra rồi là cũ nát nhau á, là làm giả lao của chú anh chị, nhưng mà lỡ mà vô tình mà ai lấy làm không tôn trọng đó là điều không nên nó, đúng không anh? Đúng rồi, nó ở dưới quê thường là vậy cả nhà. Chứ đâu có mua cái thảm mà để lau chân chứ gì đâu mà cái đó là vô tình thôi nha, em nói là vô tình thôi, thì cái đó là bất kính với cậu, không nên ha. Còn vấn đề mà nhận áo thì mỗi người tùy vào cái gọi là cái tâm của mọi người, giống như ai làm được là giống như là đem ra giặt riêng được á thì nhận áo mặc. Còn nhỏ như anh Bắp thì mồ hôi mồ này kia mồ kia thâm kim này kia nọ, đó là cái chuyện đó là xảy ra rồi. Còn vấn đề nếu mình không nói tới cái đó nữa thì mình nói vấn đề giặt. Nếu mà mình cảm thấy mình giặt riêng được, mình tôn trọng cậu được, mình phơi ở trên cao một vị trí cao tôn trọng cậu thì mình cứ nhận áo mình mặc. Còn cái vấn đề của em ở đây á là em không có thời gian, thứ nhất là mệt, thứ hai là mình cũng không, tại vì nói chung là không có thời gian đó, là không thể nào giặt riêng được, nên em từ chối nhận áo. Và cái chuyện từ chối nhận áo không có đồng nghĩa chung với cái chuyện là anh em chơi với nhau là tách nhóm hay là rời nhóm hay là mình tự cô lập mình hay là cái gì cả, không có, hoàn toàn tất cả là hoàn toàn không có. Mọi người nói chuyện với mình thì mình vẫn vui vẻ trả lời đáp lại và mọi người vẫn với nhau bình thường, chứ không bao giờ có gọi là tách nhóm vào nhóm. Ai mà bảo là tách nhóm rời nhóm hoặc là như thế nào đó thì cái đó là chuyện của những người đó tự nhận xét và tự bụng ta suy ra bụng người thôi của chú anh chị, không có hoàn toàn. Còn nếu cô chú anh chị thấy em dạo này có cái gì đó khác lạ thì từ từ cô chú anh chị sẽ hiểu. Em làm như vậy chính là cái gì đúng thì em làm, em nghĩ thấy hay đúng em làm, không làm sai thôi, không ảnh hưởng tới cậu đó. Em chỉ cần muốn tốt cậu, tất cả đều muốn tốt với cậu, lên màu cậu từ trước tới giờ thì em muốn tốt với cậu thôi cô chú anh chị. Anh tóm lại là như vậy. Thật sự á thì Bắp ngoài quay YouTube ra thì cũng còn có một cái công việc nữa là vẫn phải đi làm. Thì Bắp hồi nãy cũng có nói là từ chối với lại chị Loan với một lý do rất là đơn giản là khi không có thể nào giặt riêng được. Và cái thứ hai nữa là Bắp lên là không có thường xuyên. Đó, không thường xuyên. Có thể là thứ tư lên, thứ sáu lên. Mà bây giờ cuốn cáo cậu bỏ vô trong cái giỏ. Cái giỏ của mình đựng ba cái đồ dơ linh tinh, rồi nhiều khi mà cá mắm mình đi chợ về mình cũng mua để vô giỏ luôn, rồi làm sao nó hôi, rất là hôi đó. Rồi không lẽ giờ từ ở công ty 18 A Cộng Hòa chạy vô quận 7 lấy cáo để chạy lên. Thì Bắp đi làm YouTube không phải là để là nói chung là làm theo cái sở thích, thương cậu quý cậu lên tới trên đây, nhưng mà thương cậu quý cậu là để ở trong tâm, chứ không phải là lúc nào cũng bận cáo đó. Cái áo đó sẽ bận thì với mồ hôi của một người đi giao hàng giống như Bắp chạy ngoài đường nó sẽ bị thâm kim, mà màu trắng hay là bất cứ màu nào cũng vậy, nó sẽ bị thâm kim về rồi bắt đầu mình phải lấy chanh mình chà một thời gian sau là ố vàng rồi tùm lum. Thì cũng giống như là Tài mới vừa chia sẻ là sẽ đem đi làm đồ vẽ, cái chuyện đó rất là bình thường.
đúng không? Thì ở dưới quê mình mà nhiều khi là trời mưa dữ quá bắt đầu thảy đại cái gì đó rồi dặm dò đâu thấy, có thấy cái xót xa quá không? Bởi vì mình thương cậu chứ, vô tình thôi đúng không? Vô tình thôi mà nghĩ sao mà cái áo đó mà có in cái hình cậu mình dặm xuống đâu. Đâu phải ví dụ như trong một cái gia đình mình đi, mình ở bây giờ anh bắp là anh thương cậu, nhưng chắc gì em ví dụ thôi nha, chắc gì vợ anh thương, đúng rồi, chắc thì gì vô tình mẹ, chắc không... gì mẹ anh thương, đúng rồi, vô đúng tình thảy xuống rồi không để giờ mình cự cãi trong gia đình sao, đúng không? Đúng không? Thần tượng là để trong lòng chứ không phải là thần còn muốn lan tỏa, còn muốn lan tỏa hình ảnh của cậu thì cô chú anh chị cứ chia sẻ những video mà cô chú cảm thấy không có dịp kết câu view và chia sẻ đúng đắn gì đó thì cô chú anh chị chia sẻ video thôi, chứ cái đó là lan tỏa của cậu, chứ còn mặc cái áo chỉ lan tỏa ở đây thôi cả nhà, mang hình thức thôi, chỉ là cái hình thức hình tướng bên ngoài thôi cô chú anh chị, đừng nghĩ xấu về em, đừng nghĩ em không tốt này thế kia, chắc là tội nghiệp cho những người không mặc áo, không nhận áo của chú anh chị, và cũng không chia phe chia phái, không chia bè chia đảng gì cả đó, ai nghĩ xấu thì cái đó là chuyện, còn em thì em vẫn là như vậy thôi cô chú anh chị, cũng giống như lúc trước cái chuyện mà cái chuyện riêng của em anh bắt là giống như làm bà con cô chú cho tiền á, cho tiền á. Thì bây giờ em mới nhắc lại nha, có khán giả mới bình luận em mới nhắc lại thôi, chứ thật chắc chuyện đó nó đã lắng rồi, em không muốn nhắc lại. Thì bây giờ vô công mất thọ lộc, ví dụ em thì có nhận tiền á thì cũng bị chửi là cái thằng YouTube đó, nó thằng YouTube dơ tối ngày, nó cứ ở mộ cậu, nó chờ sung rụng, nó chờ người ta tặng tiền, chứ nó làm trò làm trống gì nó bị chửi như vậy. Thì bắt đầu mình thấy thôi, thì mình vô công bắt thọ lộc thì mình cũng đâu có làm gì đâu, thì làm tấm lòng từ cậu, thương cậu thôi, thì đâu phải làm tới đây để vì chờ tiền của khán giả nó, nên mình không nhận, không nhận bắt đầu lại chửi. Còn bây giờ tới bây giờ em nhận, em nói là em nhận, bây giờ cô chú anh chị khuyên em quá thì em nhận, nhưng mà em nhận cái số tiền đó, nếu cô chú anh chị nào thương em nhận gửi cho em vẫn nhận, em nhận em sẽ tiền đó em sẽ vào mục đích là mua nhang, mua đèn, mua trái cây, mua bông, em sẽ cúng ngược lại cho cậu, hoặc là còn dư nữa thì em sẽ đi làm từ thiện, em hồi hướng cho cậu ha. Thì cái đó là cái vấn đề tiền, cô chú anh chị mình đừng nên nhắc là vấn đề tiền nữa, chuyện nào ra chuyện đó, đừng có lo cái chuyện cũ ra mà nói bây giờ cái chuyện áo ha. Cái chuyện áo thì nó riêng, có chuyện tiền nó riêng, chuyện tiền nó đã qua rồi cô chú anh chị, mình đừng nên nhắc nữa, em đâu có nhắc đâu, mà cô chú anh chị lại có những người nhắc cái chuyện tiền bạc nữa. Bây giờ tiền bạc em sẽ nhắc lại là cô chú anh chị thương em thì em vẫn nhận cho em rất là cảm ơn, em luôn hồi hướng chúc phúc cho cô chú anh chị luôn gặp nhiều may mắn, nếu ai cho em thì em cảm thấy rất là cảm ơn. Và cái số tiền đó thì em sẽ làm vào cái công việc là mua nhang, mua đèn, cũng như mua trái cây, mua bông hoa để cúng cậu, và còn dư em làm từ thiện cho một ai đó, ví dụ như là cô bán vé số, mua vài tờ vé số để ủng hộ cô, hay là đi đường gặp ai đó mình thấy khổ thì mình cho nó, nếu còn dư ra. Còn vấn đề mà tiền thì cô chú anh chị khuyên là nên là đừng nhắc lại chuyện tiền nữa, tại vì nó đã qua rồi cô chú anh chị ha. Vấn đề áo thì nãy giờ cũng đã thích nhiều rồi, không phải là do chia phe chia phái chia bày chia đảng hay là chia gì đâu. Vấn đề nãy giờ em với anh bắp cùi bắp 3 số 5 thì cũng chia sẻ rõ rồi, là muốn thương cậu, không muốn gọi là làm cho cậu cái hình ảnh của cậu bị dơ đi ở trong cái lòng giặt, hoặc là dơ đi trong cái thao giặt đồ, hoặc là dơ đi dưới cái bàn chân của mình nó, thì nó là như vậy. Mong là cô chú anh chị hiểu mình, mình bận đi trên người mình mồ hôi nó ra là đã dơ rồi đó, thực sự. Cho nên là cái người mình thương, mình quý, mình lên đây thì mình cũng nên giữ trong tâm. Với lại cũng nói gì, làm cái nghề YouTuber của anh em ta là giống như cái nghề làm dâu trăm họ vậy đó. Khi khán giả vui thì sao cũng được, khán giả buồn, khán giả nói mình cũng không trả lời. Với cái thứ hai nữa, thật sự cũng xin phép mượn cái kênh của Tài để thưa lại với lại quý cô chú anh chị gần xa. Kênh của em là của 365, thì em với Gia Tài và Thắng Xuân, Ốc Tiêu là 4 người bạn. Nhưng mà tụi em không có tan rã cái gì hết, cũng không có chia phe chia phái bất cứ thứ gì hết cả, rất là hòa đồng. Nhưng mà có một số anh chị thì thật sự là cái chuyện đó thì của nội bộ tụi em cũng không nói làm gì, nhưng mà ở đây em có một việc muốn chia sẻ đấy. Quý khán giả thương cậu, gửi tiền cho những anh em YouTube mua đồ cúng cho cậu, thì những anh em tụi em cũng có quay lên, có gửi lấy những lời nói của khán giả như thế nào đó, làm theo ý nguyện vọng của những khán giả đó. Còn quý cô chú không có ủng hộ tụi em thì tụi em cũng phải bỏ tiền túi ra tụi em mua, bởi vì tụi em quý mến cậu, chứ không phải tụi em tới đây là để nhờ tiền của khán giả cho. Cho nên là quý cô chú anh chị có đã có cho rồi thì cũng đừng nên nói tới nữa, bởi vì của cho người ta xài thì còn, mình xài thì hết, mình đã cho đi thì đừng mong nhận lại bất cứ thứ gì hết cả. Anh em ở trên này cũng rất là cực khổ trong mưa gió, bởi vì thương cậu, chứ thật sự khán giả có cho tiền tụi em thì tụi em cũng đi làm những cái việc khác thôi, chứ tụi em cũng không hề sự trân dụng cái tiền đó vào mục đích cá nhân của tụi em đâu. Có những khán giả không biết thì nói là lên trên đây rồi
gửi mùi xác chết đồ này kia nọ, thật sự tụi em nghe cũng rất buồn chứ. Bởi vì những khán giả đó thật sự họ không có thương cậu Năm, thì họ nói những lời với tụi em như vậy. Họ đâu có dầm mưa để quay lại những cái cảnh mà giống như là bây giờ em nói, thì đi có những khán giả không thể nào tới được ở rất xa, thì tụi em sẽ làm một cái nhịp cầu nối để gửi tới những cái video clip cho cả nhà mình xem. Tụi em làm không phải là về để được người ta cho tiền đâu, mà là bởi vì cái nghề của tụi em thích làm như vậy, tụi em cảm thấy thương cậu, tụi em sẽ làm gửi tới cho cả nhà, dù mưa bão như thế nào tụi em cũng vẫn phải quay, đứng quay. Thì mưa bão nó sẽ hư điện thoại chứ, điện thoại cũng phải mua mà cả nhà, chứ đâu có xin ai đâu mà cho mình đâu. Thì tụi em cũng phải lăn xả để làm, tại vì đó là cái việc của tụi em thích, tụi em chọn cái nghề. Nghề nó chọn người, người không thể nào chọn nghề được, cả nhà thông cảm và ủng hộ cho tụi em. Nếu như cả nhà thật sự lắng nghe và hiểu về những anh em YouTube tụi em, thì hãy cho tụi em một cái chia sẻ và cảm kích với tụi em nhiều hơn, bởi vì tụi em đã gửi tới cho cả nhà mình những cái hay và những cái sự thật mà cả nhà không thể nào tới được. Đây nè, còn nhắc lời tiếp theo cái lời của anh Cửa Bắp 365 á, thì cái lời mà hồi nãy anh nói là hưởng xác chết gì đó, thì bây giờ em cũng cũng có vài lời chia sẻ đến khán giả. Những lúc mà khán giả chửi tụi em á, giống như là cần cần ăn xác chết, hoặc là ăn xác thúi, hoặc là bu bám, hay là mộ cha mày chưa làm cho mình ở đây mày làm, hoặc là mộ ba má mày đâu, mộ bà nội mày đâu, mộ vợ con mày đâu, con cái mày đâu, sao mày không làm, mày rảnh hơi tối ngày, bộ mày không có chuyện gì làm hay sao đó. Những câu nói, những câu chửi đó, sao cô chú anh chị không tới mà gọi là like cho em một cái, like cho em một cái để khích lệ tinh thần em, tụi em, để em có thể ở đây chia sẻ những thông tin hay nhất, đúng nhất, chính xác nhất cho cô chú anh chị gần xa được biết. Mà một khi mình làm tốt 100 việc, 1000 việc á, mà tới một việc mà mình làm vô tình, mà làm không có vừa ý của chú anh chị, thì cô chú anh chị lại có những thái độ thế này thế kia. Thực sự nói ra thì sợ cô chú anh chị nói nhỏ nhen, nhưng mà không nói thì nó cảm thấy trong lòng nó khó chịu. Cô chú anh chị phải nói để cô chú anh chị hiểu. Làm cái video này á, là để nói ra cho cô chú anh chị hiểu, chứ không phải là nói ra là để cùng nhau tranh luận. Không có như vậy cho cô chú anh chị ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã quan tâm cũng như là lắng nghe anh em tâm sự nãy giờ. Em chúc cô chú anh chị mình buổi chiều thật nhiều sức khỏe, nhưng mà cũng như là luôn thành công trong cuộc sống. Nếu hiểu được anh em thì hãy đăng ký cho kênh Tài số 65 này, và kênh của Bắp 365 này, và kênh Nguyễn Xuân. Nguyễn Xuân thì đang gọi cho em cô chú anh chị. Đây là những cái kênh mà thực sự em thấy là mọi người không có view, không được tiếp, không có like gì cả. Nói sự thật của chú anh chị, có sai nói dạy, nói từ trái tim, từ tấm lòng của chú anh chị ha.